Okay, you can start now. Oh. 3, 2, 1. Go. Let's go. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với channel của Siruna. Và ngày hôm nay mình rất vui được giới thiệu cho các bạn chế độ chả mới lắm, nhưng mà nó cũng đã được update từ mấy phiên bản trước của QQ. Nhưng đến ngày hôm nay thì team Việt Nam cũng như Indonesia và Philippines sẽ gửi đến các bạn một bản gameplay chơi cùng nhau để có một chút gì đó nó hơi khó nói nhỉ. Chế độ này theo như mình biết thì càng đông thì chế độ gọi là chế độ thành nhà vua. Thành nhà vua cũng không hẳn đâu. Mẹ thắng làm vua thua làm chó đúng không? Kiểu thế đấy. Thằng nào làm vua thì đứng ở lên trên ngôi xong rồi hành mấy thằng bên dưới. Đấy, dạng thế. Gọi là chế độ thắng làm vua thua thì làm vịt. Vâng, như các bạn đã có thể nghe thấy giọng của anh Khánh. Mặc dù anh éo in game nhưng anh ấy nói văng từ bên ngoài vào. Phải nổi. Kinh quá. Vâng. À sao? Hôm nay thì Login được này. Thôi xin. Vâng, rồi Ron có gì mà nói không nhỉ? Không thì là đấy, không có vấn đề gì. Hôm nay thì chúng ta sẽ stream theo đúng tinh thần truyền thống người Việt xài hàng Việt. Nhưng mà tôi thì sẽ đóng vai trò là trung gian cho anh bạn là Si và Nick ở đây. Thì là tôi sẽ nói song ngữ luôn, hỗ trợ cho các bạn. Rồi vâng, cảm ơn. Hiện tại vì server này quá nhiều hack thì chúng tôi đang gom được tận 5 người. À đâu, vâng, một thằng thanh niên đang đứng láo ngáo ở ngoài login. Vâng, NS thôi nhỉ. Vâng, xin phép, xin lỗi quý vị. Giờ là hiện là tôi không thể nào mà login được QQ do một số vấn đề rất là không đáng có. Sẽ phải sử dụng đến channel livestream của anh Siruna. Cũng sẽ đồng thời là cũng gọi là bản nhất về sắt đây. Thế đó mà. Ok, vâng, Nick, có thể chỉnh lên chế độ 720-60fps để xem cho nét nhá. Ready guys. Ready. Get ready. See, you didn't click ready yet. Let's do this. Here we go. Bắt đầu nào. Khánh ơi, vào nhanh em ơi. Ôi vào sao được nữa, chắc phải vào cái livestream của anh mà xem cùng vậy. Bây giờ em mà vào à, chỉ có tính tận thế không cô. Vâng, theo như mình biết thì map này nó được gọi là một map thuần tàu. Vậy nên thì là 100% là đéo về Việt Nam rồi. Chưa biết được. Bởi vì rất là khó. Không thể nào mà nói chuyện điều gì đâu ạ. Ở đâu nó nhập sang nước ngoài thì cũng một tí mà bảo không về không thể. Thì trận đấu bắt đầu như sau. Khi mà vào chế độ thì các bạn sẽ phải chơi vâng, đây là chế độ đấu đơn và các bạn phải giết nhau để baby. Để được lên làm vua. Oh no. Ok. Vâng, thì sẽ làm vua vào round đầu. It's only 2 HP, king. Relax. Vâng, mình đã được làm vua. No. Vâng, như ở trong chế độ này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ chọn trò chơi cho mọi người chơi. Các bạn có thể thấy vua có thể chơi. Trò này là chúng ta sẽ thi bắn súng và mục tiêu của người chơi là phải người đấy sẽ chiến thắng. Như Rôn có thể thấy Rôn đã bắn được 12 cái tâm. Đây tấm bia. No, I'm out of ammo. Okay, mình thua rồi. Hay quá. Những ai thua thì sẽ trở thành mục tiêu cho chế độ này nhà vua. Rất là bạo hành. À, thẻ ngẫu nhiên kìa, vào đây. Điểm tăng 200%. Trò này gọi là I have no idea what I'm doing here. Vâng. Oh, shit at me. No way. What? Xong bắn được ấy. You what, mate? I got one star. No.
Nhiệm vụ của chú là phải bắn cho người chơi là không leo được lên thang, hiểu chưa? Woo yeah. Thắng hiểu rồi. Chết liền luôn. Trò này thì là những người ở dưới là sẽ phải nhận leo lên bậc thang để lấy sao, còn nhà vua là sẽ phải dùng súng bắn để mà cản cho những người chơi để không leo lên được. Chợ, có thể cản được éo đâu. Nhưng mà phải bắn trúng người, bắn đẩy mà. 5, 4, 3, 2, 1. Vãi nổi. Bắn. Tuyệt. Cái mẹ cái súng này bắn kiểu đéo thế. Đừng hỏi tại sao. Vãi, người run run như chó này. Có gì đấy anh ơi. Vâng, nếu mà bạn là người chơi thì bạn sẽ bắt đầu được nhà vua chọn trò chơi. Vâng, tôi đã chọn chế độ ném bom. Việc của các bạn là nhảy tưng tưng lên thôi. Còn việc của nhà vua sẽ là phải giết vãi nồi. Vãi nồi. Thôi ê. Cái này gọi là bom bom. Đúng nghĩa. Ném gà phần lờ. No way. Vào đây. Come here. Come here. Oh. Oh lờ. Just party hopping. Vãi vãi vãi. Ui ôi trời. Khó. Cứ đợi đấy. Có giết được ai đâu. Chị đã bảo rồi, cứ đợi đấy. Con trò éo gì đấy? Trò này gọi là trò lập hành động. Nhìn ở bên dưới nhá. Vãi nồi. Gì đấy? Nhìn cái hành động ở bên dưới mà làm theo. À, bắn bắn bắn. Nhảy. Rồi. Như kiểu audition ạ. Ừ. Dao chém. Em bom à? Granata пошла. Chết mất rồi. Cái này là phải nhanh cơ. Dao chém. No. Đấy. Gì đây? Reload. Ôi nhầm. Ơ à. Đết quên. Đập bắn súng à? Oh yeah. Ơ à. Không được điểm nào. Mùi vãi. Ôi gì buồn kém thế. Cứ từ từ vì chỉ có 3 người chơi cho nên là you're dying. You're on side. Wow. Cứ oh, no. Sau 2 lượt thì sẽ trở cho... sẽ trở lại bắn. Giết thằng kia đi, giết thằng tàu đi, giết thằng tàu, giết thằng tàu. 3, 2, 1. Kin, cho nick lên, cho nick lên. Rồi. Yes. Kill me. Oh my god. CW. It is fun. This weapon is fun. Yeah, certainly. Oh my god, yeah. What the fuck? Which one should I pick? This one? Ờ vâng, chế độ gì vậy? Ồ, bắn đĩa bay. Dùng Winchester. Khẩu Winchester đi bắn. Winchester. Nồi không đạn ạ. Winchester là chỉ viên thôi. Ồ, xong là không được. No, ôi, chỉ bắn được một viên thôi ạ. Chỉ bắn được một viên không hơn không kém. What the heck? I am shooting this. Chế độ này chưa? Khó vãi. Chế độ không thể cho những người yếu. Ôi, đấy. Cái nồi. Wow. Khó vãi ra. What the? Ôi. Ah. Oh, yes. Nice, nice. Vâng, rất là chào buồn là anh bạn xuân là thần đã bị cái nồi. Tất cả người chơi đều đã trở thành mục tiêu. I hate this gun. Vâng, sau khi ấy phải dùng cái súng. Oops, I got the Chinese one. Khi mà nhà vua cả được thì dùng súng nó giết hết ạ. Vãi nồi. Rồi thì là những người mà ít điểm thì nó sẽ thế. Ồ lại ăn sao rồi. Nhưng mà cái này là khác, cái này là không phải là nhảy mục tiêu nữa mà là gì vậy? Vãi nồi. Ôi hay vậy. Cái này là sẽ phải nhảy bảng bật ăn bên chả biết gọi là cái gì luôn. Ôi, nhảy không gian, nhảy kiểu không trọng lực ấy. Ừ, đấy. Oh no, no. Thắng rồi. Ôi, kiểu cái này dễ, cái này dễ. Được. Vâng. I have no idea what I'm doing here. Wow, Nick. Vâng, bắt đầu lại chọn rồi. Đề nghị ngắm vào anh tàu nhá. Cứ anh tàu một táng thôi. Quay. Quay đâu, có hai thằng tàu cơ, mỗi... Kill this one first. Kill the Chinese. Kill the Chinese. Kill this one. Whoa. Kill! Big Chinese killing mode. You dick. Alright. Oh. Alright. What should we do? What the fuck? Get my feet out! Okay. Wow. Time, the situation, guys.
Next time we'll go with she. Khánh ơi, ở đâu rồi? Right. Chẳng biết được cái thằng này. Oh, chờ đến mạng wifi năng. Chúng ta sẽ trở lại với màn ném rìu. Cái này thì cũng giống như là ném lựu đạn, nhưng mà thay vì là lựu đạn thì bây giờ là rìu nổ. Chế độ ôi giật ô cái mất dạy bắt. Quá. Đi hấp đi đi không chết. Vâng, như các bạn có thể thấy đây là một chế độ rất là hấp diêm. Đừng vãi. Oh, anh ngồi cái chế độ. The freaking giant is, I can kill it. Thế sao ông ấy vẫn là mission fail nhỉ? Thôi. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Cái gì đấy, hoàng tú tí đấy? Đây là tiết mục mà nhà vua là đầu tiên sẽ chọn một lựa chọn, và bây giờ chúng ta sẽ phải chọn để mà làm sao để thắng được nhà vua. Rock paper scissors. Cái gì? Đứng đâu ơi? Đứng vào đâu thì tùy, nếu như mà chú nghĩ sẽ là đi rồi. Cái đầu gì? Ồ Minh Hòa. Gì đấy? Vui quá, lại 0-3 à? Chết tiệt. Bị đít rồi. Có ai đít nữa không vậy? Yeah. Lại rồi. Yeah, come on. Ồ, mình lại draw. Ê, Nick. Ôi, ê, ê. Draw. He's dead. He will die. Yeah, I win. Oh yeah. Tôi đã trở lại. Rất okay, là xin trừ 2.400 ạ. Wow. Vâng, quay tàu. Vâng, đã có thêm một bạn tàu vào chơi rồi. Giết tàu. Chinese. The Chinese as usual. This one first. Wow. Attack! Kill him. No. No way. He's dying! Come on! Come on! Oh my god, it's only 5 grand. Oh wow. Vâng. Tiếp theo nào. Để được làm nhà vua khó quá, mẹ cứ phải giết cháu. Oh my god, I'm still using the boss. Chơi ở chế độ... Cái gì đấy? Có gì đấy? What the hell is this? Gì đấy? Cái này thì thực sự là mình cũng không nhớ nó là cái gì luôn. Ồ, vãi nồi sang cái gì trên đầu ấy? No way. Ồ, vãi cả bay lên ạ. Vãi. Bay lên tầm cao mới ạ. Cái gì đấy? À đúng rồi, cái này là phải là nhảy liên tục để mà đến các cái điểm. Không thể. Đi. Con này ngu học vật. Yeah. Chưa hiểu. Ơ sao lại fail? Yeah, this game really stupid. Yes. Zero. No. I got the C4. What? We have to defuse this. I didn't buy a defusal kit at all. Whoa. What the fuck? Whoa. Trong chế độ này là các bạn sẽ phải run for your life. Các bạn sẽ phải tháo khối C4 có trên màn hình cũng như là những khối C4 trong nhà vua ném ra. He didn't wish to defuse that. Cái thằng tàu ấy. Chết. My. Anh lại cho mọi người đi run ơi, không ông hiểu ông cứ hét cứ như là người à, tôi xuống ấy. Vừa nói rồi còn gì? À, em không chịu rõ đâu, độ mẫu. Thôi được rồi, để lần tới vậy. Trở lại tập trung bắn nhau nào. 3, 2, 1. Oops. Ôi, hết đạn. It's not Chinese, kill the Chinese, he's dying. Yeah. Yeah. I'm the king. Si sẽ trở lại làm vua trong giao tiếp theo thôi các bạn. Vâng, I'm king. King of what? Yeah. Wow, nhiều người rồi. Giết. It's the easiest one. Oh no. Shooting range. Sao lại dùng cái này? Ôi trời, thôi cũng không sao. No way. Trò này thì chúng ta đã thấy từ lúc nãy. Điều bây giờ thì đông người cho nên là sẽ rất là loạn. Oh, reloading. Vâng, thỉnh tôi bắn có vẻ hơi bị nhiệt đấy á, vừa ơi. No. Wow. Giết. No way. You dick. Gì nhỉ? I really hate this UMP.
Đây, cái trò này là trò này là người chơi sẽ phải tránh các cái tia laser trên mặt đất, còn nhà vua thì sẽ dùng không kích để mà ấn gì đây, ấn gì đây. Oh, it's obstacle course. Oh no, it's there some missiles on it. Chết tiệt. Oh no. No, 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 no. Yes, all good. Come on. Come on. No fucking missiles. No, no, no. You dick. Yes. Oh. What the shiniest. Có rất nhiều thanh niên. Oh, yeah, I'm king. I'm king. Bây giờ sau khi xin chúc mừng anh Hiếu, anh đã trở thành tiếp theo. Sau khi mà đã có một người được 5.000 điểm thì sẽ là đến một trận đấu nữa. Thì là người đấy sẽ đứng xem những cái người kia bắn trước. Rồi thì khi mà còn một người thì là nhà vua là sẽ đấu súng với người đấy. Nào, bây giờ chú Si là sẽ đấu súng với cả người còn lại nhá. Cố mà thắng đấy. Zidinik, what should I do? I have no idea. Oh, I see. Yeah. Oh, Si đã thắng, như thế là Si đã được đăng quang. Oh, thế à? Xin chúc mừng. Đúng rồi. Nếu mà thua thì sao? Ừ. Nếu mà thua thì ôi, từ khi nào tôi không thắng trong Si đã quá. Si vâng, em là vua. Just like that. Yeah, I'm king. Just like that. Congratulations, Si. Như vậy là IC đã trở thành được tặng một cái mũ tàu ạ. Hat. I got a hat. Me too. Wow. Nice. Wow.